Hôm nay có cái hoàn cảnh hơi lạ các bạn. <laughs> khi mà mình coi được một cái kênh à, phỏng vấn một anh có bằng master the way the way he talks là mình biết là anh ta có hai hai level education rồi các bạn the way they talk mình biết khi mà một người mở miệng ra nó có trình độ hay không không có trình độ biết liền ha cái comment cái đầu của mình á biết liền cái người đó đó có được dạy dỗ hay không biết liền đó là như vậy nè. đúng ra là, là đặc xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh cuộc sống mỹ đặc quyển lời đầu tiên của chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khoa mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mấy uh, dạo gần đây cái cái model mà đi quay vô người vô gia cư á bây giờ nó cũng thành cái trend các bạn cũng còn rất hot thì mình cũng phục những cái người YouTuber ở Mỹ California, Texas là hai, hai cái tiểu bang à, nó ấm các bạn thì cái người à, vô gia cư nó nhiều hơn và đặc biệt là người Việt Nam ở à, hai vùng đó là Cali và Texas thì à, vô gia cư cũng nhiều hơn chứ tiểu bang mình đi kiếm người vô gia cư Việt Nam chắc hơi bị hiếm à, mình mình thấy à, một hai người hồi xưa chứ giờ họ đi đâu rồi chắc lạnh quá chịu nổi dọn đi cali các bạn dọn, dọn, qua đó cali làm nghề vô gia cư nó hay hơn chứ giờ mà ngồi ngoài chịu gì nổi đúng không nhưng mà cali taxi vẫn còn ấm thì à, mình phục họ mình không biết cách nào để họ quay được những người vô gia cư đó thì mình cũng đi cali taxi đợt trước đi cali là không thấy ai à đi kali uh, cali cũng không thấy đúng không đến ngay chỗ vòng vòng phước lộc thọ bu xa cũng thấy bạn phải tới cái địa điểm của họ Texas đang cũng không có thấy thì uh, lâu lâu cũng thấy một lần nhưng <laughs> khi mình tới mình hỏi mình xin quay thì hơi bị khó các bạn thì hồi giờ quay được có hai người à, đó là ở San Jose thì uh, ở trong nước á mấy các bạn mà muốn á, là diềm hàng á, ở cuộc sống Mỹ nó không có tốt đâu có nhiều cái comment á thà tôi ở việt nam á ăn mài ăn xin chứ còn á cho một cái vé đi mỹ cũng không đi thì cái đó nó dối lòng lắm nó xạo lắm ha à, ta chắc mình chưa tới cái chuyện mà để, để ăn mài ăn xin hoặc là qua bên đây qua bên đây toàn là ăn đồ đông lạnh không hoặc là qua bên đây thấy không làm cắm đầu trời ơi chả góp tới 30 năm những đo cai đo mình ở trong nước mình không hiểu gì hết á nói hoài các bạn vậy ở nhà các bạn đó những cái bạn bây giờ nhà ở việt nam á nghèo nghèo cũng có tủ lạnh chứ không phải cái giáo sư tiến sĩ nói là chúng tôi không cần tủ lạnh đó. chừng nào mà nghèo thiệt nghèo á ha không có tiền đóng tiền điện đó thì có thể là không chứ còn bây giờ nè cái đó là một cái phục vụ cho đời sống <laughs> mình cần phải bỏ tươi trứng trứng gà cũng vậy để ngoài mà ở Việt Nam mà để cái thời tiết mà nóng như thế là nó hư phải bỏ tủ lạnh tủ mát rồi mình mua đồ này kia mình phải bỏ tủ đá nhiều thứ để nó làm các bạn <laughs> nhưng mà bây giờ á người ta vẫn tiếp tục đi vẫn tiếp tục đi các bạn bạn vô những cái group mà để định cư á nhiều lắm giấy tờ nó nhiều lắm cho nên nó lên tới mười mười bảy năm luôn á ghê thiệt thì có người qua đây bên đây á thì có cuộc sống cũng bình thường như cũng như đời sống của mình là đời thường các bạn bình thường thì có người á thì giàu sủ có người thì cũng bắp bên và có người vì hoàn cảnh nào đó nó khổ lắm là thành vô gia cư vì cô vợ vì cô vợ vì công việc bạn thấy hai chồng ở việt nam qua tới mỹ rồi ông biết chê chồng sao tù te tú tí ờ à, đi đâu đi mà dẫn về tới nhà rồi ông chồng ông vô tình ông về nhà ông quốc cái bụp đi luôn 30 năm <laughs> vậy á ba năm rồi đi ra rồi thành vô gia cư thôi chứ giờ sao hoặc là qua đây á muốn giàu sớm buôn hàng nóng, hàng đỏ, hàng xanh gì đùm lum la đá điếc gì. Rồi vô trong kia, vô trong kia xong rồi ra vô giá cư thôi. Đó các bạn nhiều nhiều hoàn cảnh lắm. Hôm nay có cái hoàn cảnh hơi lạ các bạn. <laughs> Khi mà mình coi được một cái kênh phỏng vấn một anh có bằng master The way, the way he talks là mình biết là anh ta có hai hai level education rồi các bạn the way they talk mình biết khi mà một người mở miệng ra nó có trình độ hay không không có trình độ biết liền ha cái cơ mình cái đầu của mình á biết liền cái người đó đó có được dạy dỗ hay không biết liền đó là như vậy nè nói ra là biết liền các bạn <laughs> nói ra người đó có đọc sách đọc báo hay không biết liền còn không biết mà ham nói người ta cũng biết liền ok người ta kêu là dốt giữa cột mà nghe thì coi rất nhiều người vô gia cư ở mỹ này đó, là từ cali tới texas có nhiều người ngộ lắm đang làm thích đi đi vô gia cư chơi mình có một à, trong cái trong cái nhóm của mình à, ăn uống nhậu nhạt đó là mình không nói ai cơ mà tại vì mình chưa hỏi ý kiến có một người qua tới Mỹ, đi làm ngon lành, rồi đi vô gia cư. Tự nhiên thích nè, à? không vợ không, con, đi làm hãng đàng hoàng nha. Rồi buồn đời, thích, thích đi vô gia cư đi. À, có thật các bạn, chuyện đó có thật. Cho nên á, ở Việt Nam á, cái văn hóa nó khác các bạn đâu ai muốn đi vô gia cư đi, nhưng mà qua đây tự nhiên thích đi vô gia cư đó thật thì mình chưa có dịp để mình hỏi để mình phỏng vấn rồi qua đây học tới Master 4 năm là thạc sĩ Rồi sau đó lên 2 năm nữa là Master Rồi nó undergraduate Là lên nữa lên nữa Rồi nó lên tới là à, Lên tới là tiến sĩ đó Đó các bạn Thì à, học tới Master á ở Mỹ này á mà nếu mà bạn có bạn bạn có bằng master á, thì thường á là mình khó bị sa thải còn cái bằng 4 năm á bachelor degree á cái gì gọi là thạc sĩ <laughs> thì thường á cũng dễ bị sa thải lắm. Master họ không có sa thải các bạn. Mà master học thêm 2 năm nữa thì lương của họ rất cao. Nhưng mà cái ở Mỹ này thật sự cái áp lực nó cũng có các bạn. Thiền to, sống lớn. Tiền nhiều quá cũng áp lực, việc. Trời ơi, lên tới master mà làm tới chức mà manager, director áp lực dữ lắm à, những người bạn của mình à, họ là họ là director họ là master họ là director cũng có là từng giới thiệu rồi Nào Không, trong cái ngành IT á, cho nên mấy việc kiểu thất bại đừng có vũ ngực xưng danh mình IT chi nữa ok rồi á những cái bạn mà IT ở Việt Nam á, làm một tháng năm ngàn đô các bạn đi qua Nhật làm luôn á về IT tháng năm ngàn đô đi qua tới Mỹ nè bỏ bỏ hết đi qua tới Mỹ thì uh, đâu có ai mướn đâu đi hết một vùng Cali không ai mướn đi hết một vùng tiểu bang này không ai mướn có cơ coi kênh của mình mới liên lạc với mình lóng lấu ấy rồi sau đó đi học uh, tiện CNC ok con người ta phải flexible là uyển chuyển còn mình khư 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 á là mình chỉ có thất bại mà thôi lúc nào cũng vỗ ngực xưng danh mình là thầy mình là computer mình là văn phòng mình là cái này thất bại ngon qua mỹ học mình nói hoài các bạn ngon qua mỹ học học được rồi thì hãy vỗ ngực xưng danh mà lạ lắm ở bên mỹ này người ta học được rồi chẳng ai xưng danh vỗ ngực cái gì hết á đó thì à, vô gia cư có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau mà anh em à không hiểu <laughs> bạn thấy không anh ta khi cái cuộc trò chuyện á mình không muốn đưa voice lên nữa kể cho bạn nghe anh ta vừa sinh năm 1974 ở sài gòn trong cái chạy tới Bần. không cha không mẹ rồi anh ta có mẹ nuôi ở uh, chạy tới Bần đó rồi năm 1988 mấy các bạn vô nó xử không biết nó là ai <laughs> vô nó xử sự mẹ nuôi của anh ta rồi anh ta được cái một cái người khác một cái người khác nuôi xong đó dẫn đi vượt biên vượt biên xong rồi đi qua tới mỹ học hành tới nơi tới chốn ra tới master làm manager ở tiệm này quán kia nhưng rồi cái 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 thần á, nhiều khi cái thần cũng yếu các bạn chán đời nhiều khi học lên tới đó nhiều khi nó cũng có may may à, chịu nổi học quá may may đang làm ngon nghĩa <laughs> rồi gây nấy áp lực quá không thích nữa bỏ đi ra ngoài vỉa hè nằm ngủ chơi bỏ việc luôn bỏ công an việc làm luôn cái đó đó nó cũng có nhưng không phải không nè tại nước nước mỹ này á nó bự nó lớn quá thì người ta kể như vậy thôi chứ mình cũng không có biết là có hút hút không chứ còn á Rớt vào tình trạng hút đó, thì cái đầu nó may may. Nó may may đó, thì mình cứ à, tưởng tượng thiên đường nào không à. Cho nên làm việc không có được. Làm việc không có tập trung. Và có nhiều người bị bệnh là không tập trung. Họ gọi là không có concentrate. Là mình không có tập trung được. Mình lo ra. Đi học cũng vậy các bạn. Đi học đó là không có tập trung tội những cái người đó. Không có tập trung là học không có được. Thì cuộc sống mà. Nó muôn màu muôn vẻ. Và mấy anh em ở trong nước á, mà muốn người Việt vô gia cư, đó, đó, cái anh đó, đó cầm quay lên, đó. ảnh master. Trình độ của mình nằm ở đâu? Nhưng mà thích thì ra làm vô gia cư được không? <laughs> ok, cái chuyện đó nó khó các bạn. Cuộc sống Mỹ nó đầy áp lực cũng có luôn. <laughs> Chỉ có người á, mà người ta sanh ra đó gọi là vô lo đó. Thấy không? Sao cũng được á, thì nó dễ lắm. Rồi. Thà ở Việt Nam làm người và ăn sinh ăn mài còn đi hơn ba bên Mỹ. Những người đó đó là cái 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 thần của họ yếu lắm. Họ không muốn thay đổi một sự việc, mặc dù cho cái việc đó nó tồi tệ nhất. Con cua, con vật, con rắn, con rít, nó muốn lớn lên thì nó phải lột da nó thôi. Nhỉ? Thấy không? Những con cua bạn thấy gọi là cua lột quá. Khi mà nó lột ra nó yếu lắm, thì nó sẽ dễ bị những con khác tấn công nhưng khi nó thoát qua được rồi những cái đó thì bắt đầu nó mạnh mẽ hơn nó bự hơn nó mạnh hơn thì à, ở việt nam dạy con người ta nó đi thụt lùi không có trời ơi những cái người à, chịu phú họ còn bỏ đi nhưng có những con người đó là họ giữ khư khư vậy đó thà tương giày thà tương kia cũng có luôn các bạn không dám thay đổi cuộc sống <laughs> rồi đi qua đây á À, Sứ người ta không biết gì đó Có nhiều bạn vô nói Anh qua đây anh đâu có biết tiếng Anh đâu Anh qua đây anh đâu có biết văn hóa đâu Cho nên cuộc anh nghĩ là anh là không được rồi Đó cái đầu mình nghĩ nó thất bại ngay chỗ đó rồi các bạn Cho nên á Thôi thà vậy đi Ở Việt Nam á nghèo nghèo mà vui Nó dạy cho con người ta Không có cái tinh thần Tiến lên đó, Cứ tàn tàn Trời ơi qua bên đó vất vả quá Thấy Đạt Nguyễn mua căn nhà 30 năm nó mới trả xong mà nó nói nó trả tới năm 2038 lần là... thì nói đâu có đúng năm 2050 mới trả xong chứ 2038 gì nó vậy còn sớm á ok trời ơi nó đi mua xe chở góp kìa Hiểu không con con sầu nó nói đó đặt nguyễn 5 giờ sáng vậy mẹ con nói cũng không đúng nữa ba sáng tao dậy rồi <laughs> ba sáng dậy rồi thấy không làm á thì tối thui không thấy đường rồi xong rồi ra về cũng tối thui cũng không thấy đường luôn à nó nhìn thấy dễ sợ các bạn cuộc sống ở việt nam á cho nên á nó tàn 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 à cho nên những cái người đó nó họ yếu đuối họ đâu có dám ra phía ngoài đây là biển lớn ra bơi coi chừng bị đuối nha đó không học hành không lắng nghe không tiếp cận thì thôi cố gắng ở trong cái nơi đó hoài đi nhưng không phải đâu có mấy đứa đó thôi chứ còn á, bao nhiêu dân Việt Nam họ muốn bơi ra biển lớn để nhìn thấy được những cái cái sứ văn minh như thế này các bạn <laughs> nói rồi mỗi người mỗi hoàn cảnh thì những cái người mà vô gia cư đó, đó mình nói toàn là những cái người ở qua tới Mỹ đó, là bốn mươi mấy năm trở lên chứ không có mới qua mới qua không có đâu. mới qua không có thì những cái lúc à, năm tháng mà Việt Nam á, biến loạn Nghe không? Sau năm 1975 Họ đi qua đây Rồi qua đây á Có số người á thì quá thành công Có số người á thì chơi với bạn bè hư Rồi cũng không biết thông tin Rồi điếc cũng không sợ súng Rồi họ trở thành vậy đó Chứ còn những cái người mới đó ít lắm là Làm gì có các bạn Thấy không? À, thời buổi này rồi bây giờ người ta hiểu hết rồi người ta có thông tin hết rồi bây giờ nói nói đi nói lại cuộc sống mỹ nó khổ hay sướng À, anh em tìm đủ mọi cách để quay những cái khúc đó không có sao hết không có sao hết ở đây việt kiều mỹ lắng nghe thì trả lời dùm đi tại sao có bao nhiêu chục tỷ đô la hai mươi mấy tỷ đô la gửi về việt nam hàng năm cứ cứ suy nghĩ lại đi từ cái việc tiền của việt kiều mỹ kiều canada úc và những cái kiều hối ở ngoài nghĩ lại các bạn <laughs> mình á thiếu cái này mình thiếu cái kia thì mình nói ô oh, tại sao vậy thằng mỹ nó hỏi tại sao why 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 tại sao mình không làm được như thế này mình không làm được như thế kia mà ở ngoài đó nó đã có rồi mình kể các bạn con ốc dài vậy nè cái lỗ bằng cái cây 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 tâm nha, phải xiên qua <laughs> thì không thể nào mà mà khoan con ốc dài gì á mà cái cây bằng lỗ cả lỗ cái cây tâm nha nó xuyên qua được phải khoan phân nửa này phân nửa kia thì nó không có ngay nó không có đồng tâm ngồi dũa nè vui 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 nè chết bà luôn nhưng mà khoa học kỹ thuật ở ngoài nó nó có rồi nó đem gì cái lưỡi khoan dài vậy nè như lá lúa vậy đó thì cái cái chân cái tâm nhang nó nhỏ xíu à làm hoài không được Ok Một cái cây đó là mấy trăm đô vô bật gãy vô bật gãy Thằng thằng manager nó đâu có chịu Nó không phải là chịu là gãy mà nó nói Tính là đầu hàng à, Nguyên nhóm của chúng tôi đầu hàng không làm được Nó no, no, no Khoa học kỹ thuật ở ngoài kia có rồi Tụi bay phải làm cho được cái thằng nó nó làm ra cái lưỡi khoan dài gì mà mỏng dánh như lá lúa đó là nó làm được rồi nó mới làm phải và nhiều cái công ty company khác nó làm được rồi nhưng mà người ta không có share information ra đâu các bạn đó, gọi là dấu nghề tụi mới làm đi phải làm cho được đó đó là cái cách của người mỹ người ta phải làm cho được mà cái đó nó ra rồi còn mình á, thì mình gái mình ngạo mạn bây giờ nó dạy càng ngày coi thông tin thì càng thấy nó ngạo mạn dữ quá Càng ngày á, mình càng khổ ra Cái đồ ăn thức uống á, nó càng ngày càng mắc Cái vật giá nó càng ngày càng mắc Cho nên người ta bỏ đi Thì người ta bỏ đi á, Thì nó đi họ đi không được Các bạn những đứa đó đi không được Bắt đầu á Trời ơi qua bển có sướng gì đâu Ta ở Việt Nam Trời ơi cái tuổi 50 60 rồi qua bển còn phải đi cài hả à? Ở Việt Nam giờ là ôm con ôm cháu thật không Vậy những cái người lớn tuổi Những người già ông lão thì như thế nào nó lên nó quay vậy nè cũng cái nữa chút nữa mình làm bài này sao nỗi nhớ quê hương việt kiều mỹ 70 tuổi có ý định vượt biên khỏi nước mỹ để trở về việt nam biết bao nhiêu kiều bào biết bao nhiêu kiều bào mong ngóng từng ngày từng giờ để được về việt nam nhưng sĩ diện cứ phải gân cốt nói bệnh sướng hạnh phúc <laughs> ở bên Mỹ mà không sướng để coi vô mấy cái không ở bên Mỹ không sướng hạnh phúc thì bên nào mấy bạn không chấp nhận thì thôi kệ mấy bạn thôi chứ ai cũng biết hết đó các bạn những cái người này á khi mà bạn họ mà kể thật đi nè họ mà kể thật những cái mà gọi là nó bỏ lên cái Instagram wow chứ không phải là trên cái Facebook luôn Instagram mà mình không có Instagram cho nên mình vô cũng được ha Đây, để chút nữa mình vô coi sao Open Instagram ha <laughs> à, rồi còn đi vô việt kiều qua đây à đó đó là những người người này là những người vượt biên đó rồi à, vì hoàn cảnh gì ai biết à, thân tàn ma dại rồi suy nghĩ á tìm đường á, vượt biên về việt nam và họ tưởng rằng À, họ, mình nói không muốn không muốn đụng chạm những cái người này chứ họ tưởng rằng là đi về việt nam giống như mỹ các bạn tại những người này á là họ đã bị lội ra một bên rồi ở ở đất nước mỹ này á ít nhiều gì đó họ có bảo hiểm sức khỏe họ lăn đùng ra họ bệnh là họ được chữa liền việt nam đâu có ít nhiều gì đó họ có tiền ăn còn tiền mặt chưa biết nha hai cái đó là quan trọng rồi nhưng mà họ nghĩ đi về việt nam về việt nam với cái tuổi u 70 mươi làm gì ở bên đây họ đâu có làm gì đâu và họ vẫn được bảo hiểm sức khỏe vẫn được tiền ăn và ăn mà ăn ngon nữa còn họ tính đi về việt nam có những cái đầu đó đúng không họ quay nhiều lắm về việt nam làm cái gì xong bây giờ hỏi cho mình nói rồi các bạn cho mình phỏng vấn đi không ai cho hết á đặt một câu hỏi Bây giờ anh bệnh á Anh nghĩ sao Ai chữa cho anh Tại vì nhiều khi họ cũng không biết Ai chữa cho anh Rồi á khi mà anh mỗi ngày á Anh ăn như thế nào Chắc phải xếp hàng đợi mạnh thường quân Để mà để mà cho Chờ ơi. Cho nên họ không có biết Và nhiều người đi quay những cái trên đó Thì mình cũng ăn ké các bạn <laughs> Mình ăn ké câu view câu like Có bạn thích cho xin like nha đâu Để giờ coi nha ăn <laughs> ké à một bạn à sao mình nghe ông nói ông ấy thương quá ừ thương <laughs> đến đến cuối đời dù sang hèn hay hèn giàu hay nghèo chết trên quê hương vẫn là tuyệt vời nhất đó hình như đất nước mỹ này nó bị lợi dụng quá các bạn đất nước mỹ này bị lợi dụng quá lợi dụng trên mọi hình thức của thế giới đặc biệt nhất là những việc kiều việt nam á tại sao không ở bển đi để mà mình sống mình sống mình chết trên cái <laughs> cái ao nhà nó vẫn hơn nhưng mà bỏ đi nó bỏ đi xong là nó qua tới bên đây rồi nó nói đừng có chơi việt nam nha chính tụi bay mới là chơi đó còn những người đây nói ơi tôi khổ quá tôi đi à tôi khổ quá tôi đi việt nam sướng sao mấy bạn không ở lại đó đi và mấy bạn ở lại đó ít nhiều gì mấy bạn đi làm mấy bạn cũng đóng thuế được giúp cho quê hương đi qua mỹ làm gì rồi đi qua mỹ xong rồi á kiếm quốc tịch mỹ kiếm tiền hưu xong rồi chạy về việt nam trời ơi việt nam giờ sống sướng nó 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 nghe nó nghịch lý quá bỏ Việt Nam đi, trốn Việt Nam đi, làm giấy tờ thằng Mỹ nó không có đưa tàu, đưa máy bay tới nó chở đâu. Đi xin nó vô phỏng vấn, sợ nó đánh rớt cho ở lại đúng không? Nhưng mà sau khi có đầy đủ tiện nghi hết rồi, có tiền có bạc rồi, quay lại Việt Nam giờ sống mới sướng, ở Mỹ không sướng. Đi về với đa, đôi bàn tay trắng đi cho nên nó những người đó là những người bất hảo những người đó là những người ăn cháo đá bát ok tôi qua mỹ mấy chục năm rồi đem cái đồng tiền về việt nam tôi về hưu Tôi về việt nam gì cái tiền hưu của tôi ở đây tôi sống ok cứ về trời ơi việc ta về không đầu tiên truyền cho nên người ta chửi quá trời là vậy người ta không ưa anh xạo anh dối lòng rồi được cái những cái đứa mà gọi là nó dốt. Nó cầm cái bóp bát bo bó mỹ đế mà. Còn các bạn đó cầm cái bát bo chim xe xẻ. Làm sao so được với nó. Nó xài tiền đô. Mình xài tiền Việt. Nó ăn cái tô hủ tiếu đó đó. Là 50 ngàn. Thì tính ra đó nó có hai đô à. Mà 50 ngàn đó đó. Mà tính ra tới tiền Việt Nam nó là một phần tư ngày làm còn đối với nó là một phần tư giờ làm <laughs> không tới Đấy, một phần năm một phần mấy nói sướng đúng rồi còn gì nữa mấy bạn nó nói sướng đúng rồi <laughs> rồi nó đổ xăng cũng vậy nó xài tiền đô mà còn mình xài tiền việt Nó đi bất cứ cái nước nào trên châu âu mỹ đế này nó đi tới được mình không tới được nó xài nó bỏ tiền ra nó mua vé máy bay nó đi Mình cũng không mua nổi Hình như các bạn đó không có thấy đó. Cho nên á Cái ao đó mà khô nước là nó chạy mất à, Khế mà chua là nó chẩu liền Đó các bạn Còn những cái người mà vô gia cư á Thì họ cái đầu của họ có vấn đề rồi Cho nên chia sẻ là chia sẻ thôi Chứ còn một người bình thường không ai có công ăn việc làm mà bỏ để ra ngoài góc đường á. Mà nằm đó ngủ. Có các bạn chứ không phải không nha. Có đó. Đó là cái chuyện đó có. <laughs> Cho nên. Thôi. Bây giờ hết giờ. Mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào có mạnh. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.